Trời ơi, chào cưng. Rồi mời em ngồi mời nha. Mời bạn nam. Chào chị. Rồi ngồi đi bạn. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Ngọc Yến Thanh. Hiện tại là 23 tuổi, quê em ở Đồng Nai và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn nam giới thiệu về bản thân mình nè. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và chào toàn thể khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu, năm nay em 28 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Ủa Đồng Nai luôn hả? Dạ vâng ạ. Thanh 23 tuổi, Hậu là hai mấy? Dạ 28 ạ. 28. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của mình, khuyết điểm của mình đi Hậu. Dạ thì ưu điểm của em là em thích về những cái ngành như là văn thể mỹ, giống như là thể dục, thể thao hoặc là mỹ thuật với âm nhạc. Còn về nhược điểm của em thì em hay ngủ rất là nhiều. Còn bên kia, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, gọn gàng, sạch sẽ. Khuyết điểm? Khuyết điểm chắc là nhậu yếu. Nhậu yếu hả? Dạ. Ngoài ra thì em thấy em có hơi điên điên dạ, hơi, không chị? Hơi khùng khùng. À, hơi khùng khùng. Dạ, chắc 49-50 á chị. À, rồi bạn nữ á. Thôi, hỏi bạn nam, đàn trai bên kia mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ha? Em đã trải qua 4 mối tình rồi chị. 4 mối tình? Dạ vâng ạ. Mối tình thứ tư mới đây? Dạ là cách đây khoảng hơn 1 năm rồi. Còn đàn gái sao? Dạ thì em đã trải qua được 3 mối tình rồi. Mối tình gần nhất chia tay cách đây khoảng gần 1 năm rồi. Rồi tại sao mình chia tay? Thì ba người thì em bị phản bội hết 2 lần rồi. Thì tức nhưng... là em có rút được kinh nghiệm gì sau những mối tình mình đã trải qua không? Dạ, kinh nghiệm của em là nếu yêu ai thì tin bản thân mình trước đi, đừng tin người ta. Ây chà, anh Linh ơi. Nói chung hai bạn này cũng có một thâm niên yêu rất là nhiều. Bên kia cũng 4-5 năm, bên đây gần chục năm yêu đương. Bạn gái yêu cầu người đàn ông lý tưởng của mình như thế nào? Người đàn ông lý tưởng của em là phải gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Ủa đàn ông ở dơ lắm hả? Dạ. Mang tiếng quá vậy. Tại cũng có nhiều người con trai mà anh, cho nên thường hay bê bối lắm, ở dơ nữa. Trai bê bối ở dơ, trời ơi, xấu mặt đàn ông. Rồi gì nữa, gọn gàng sạch sẽ gì nữa? Tâm lý. Dạ. Tâm lý. Dạ. Hơi điên điên giống em xíu là được. Hơi điên điên. Có một mẫu nào mình đặt ra cụ thể biết, ví dụ mẫu đàn ông rất là vì gia đình, thương yêu gia đình nhưng mà hơi hói như anh Quyền Linh. Đó là cũng một mẫu, em hiểu không? Anh đâu có khó đâu. Anh dễ ẹt à. Thôi em nói hơi hói. À hơi hói à, trời ơi. Ê nói vô hói tôi quay qua liền rồi nha. Thôi chào bên đàn gái. Trời, đàn gái dễ cưng quá. Đàn gái đẹp rồi nha. Dạ. Em có quan trọng cái vụ hói hay không hói không? Dạ không quan trọng. Thấy chưa, tốt, cô gái tốt. Nè nghe hỏi lại nha. Em có quan trọng vụ đàn ông hói hay không hói không? Dạ không. Thấy chưa, cô gái tốt. Chứ mấy cô cứ nói em thích hói, em thích hói. Ta suy nghĩ, ta làm ra tiền, ta mới hói. Dạ. Đừng có nhắc vụ hói, đụng chạm với tôi nha. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ, không thích hút thuốc. Hút thuốc, có không? Dạ, Quỳnh có một chút ạ. Được, có một chút hả? Dạ vâng. Bỏ không là do phụ nữ thôi, phụ nữ ép là bỏ à. Đúng rồi. Đàn ông cũng dễ lắm. Mà anh trai khó bỏ thuốc lá lắm anh. 10 người hết 9 người rưỡi là không bỏ được rồi. Thì chúc tụi em làm việc cái vụ đó nha. Nếu mà nói về vấn đề hút thuốc á thì đôi khi buồn rồi, bạn bè buồn hút. Dạ, nhưng mà giờ nói gọn lại là có bỏ được không? Dạ, nếu mà bạn gái có muốn thì em chắc chắn sẽ bỏ được ạ. Em thấy rồi em sẽ bỏ. Dạ đúng rồi. Chắc chắn luôn. Đó. Em muốn người cô gái thế nào? Đối với em thì một người phụ nữ phải, thứ nhất là phải có biết suy nghĩ về gia đình, thứ hai là phải thương yêu bố mẹ trước. Phụ nữ nào cũng quan tâm chăm sóc gia đình hết trơn á. Thôi để em qua em khai thác thêm coi chứ sao thấy anh trai nhà mình hiền lành quá nè. Anh dạ, lấy chậm lắm, hơi chậm thôi. Chào cưng. Dạ. Áo sơ mi đóng thùng nữa. Sạch sẽ, tiêu chí đầu tiên. Tất. Ngoài cái đó mà em nói rồi, em không thích con trai gì nữa không? Rượu bia rồi thuốc lá, xăm mình rồi xăm mơ, em có thích không? Dạ rượu bia một chút thôi. Xăm mình thì đừng lộ liễu to quá. Dạ có em thì không có hình xăm, nhưng mà em trước kia có công việc là đi xăm cho người ta. À em là thợ xăm. Dạ. Tức là bạn bè nhu cầu thì em sẽ đi xăm cho họ. À người bạn này là thợ xăm. Dạ. À là nhưng mà trên người vẫn có hình xăm mà đúng không? Dạ không có. Không có luôn. Dạ. Em thích xăm cho người ta thôi chứ không phải là mình thích là mình xăm cho mình. Là dạ, dạ anh có thích em xăm mình không chị? Vậy em có thích gái xăm mình không? Dạ cái chuyện đó rất là bình thường ạ. Bình thường đúng không? Dạ đúng ạ. Em có hình xăm nào chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không?
Yên tâm, mốt có gì về anh đè lên xăm nha. Bốn mối tình hả? Dạ vâng ạ. Cũng kinh nghiệm dày dặn ha. Dạ cũng không phải dày dặn gì nhiều. Giống như anh Linh nè, đó giờ anh Linh trải qua có 7 mối tình chứ mấy. Có mối tình nào mình sâu đậm mà mình có thể ví dụ như là sắp bước tới hôn nhân hoặc là sống thử bên nhau chưa? Có mối tình thứ hai ạ. Em với bạn đó là cũng quen nhau, cũng có thời gian sống thử trong... Tức là em và bạn gái em đã từng có thời gian sống thử? Dạ vâng. À, bé gái, dạ. Em nghĩ sao về sống thử? Em nghĩ là bây giờ mình cũng hiện đại rồi, cho nên cái việc này em không có... Không có vấn đề gì, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái vấn đề sống thử này, nếu xác định đã tiến tới hôn nhân, dành thời gian mình sống thử nhau để thử hợp hay không. Dạ, ai biết về không hợp thì chia tay nữa. Mà không dạ, hợp vâng. Thôi, mình đủ lớn, đủ chịu trách nhiệm cuộc đời của mình, làm có chơi có chịu. Rồi, chủ sao? Đề nhạy cảm quá, chuyển chủ đề. Điểm gì em không thích ở con gái? Em không thích con gái là cái tính không rõ ràng. Đôi khi cảm xúc của họ là mình không bao giờ mình hiểu được. Nếu mà muốn mà tìm hiểu phụ nữ chắc cả đời chắc không bao giờ hiểu được. Sao mà ông trải qua tới 4 mối tình rồi mà ông cũng chưa có thể đoán được cảm xúc phụ nữ? Thực sự phụ nữ chúng tôi hết sức là đơn giản. Hỏi muốn gì cuối cùng duy nhất gì trong tình được. Yêu không phải là gì cũng được, mà muốn người đó yêu mình nhất, mình phải là số 1 trong lòng người đó. Phụ nữ không bao giờ sai, người ta nói con gái nó có là không, con gái nó không là có, hiểu không? Cứ làm ngược lại và luôn nắm tâm lý. Phụ nữ là luôn muốn sở hữu. Tính sở hữu của phụ nữ sở hữu cực kỳ cao. Bộ người ta sổ đỏ, sổ hồng hay sở hữu. Bộ ta đất đai hay sở hữu. Giống như ký vô cái tờ giấy mà đăng ký kết hôn rồi thì cũng là sở hữu. Ôi, mối ơi, mà khó mà mối ơi. Tin tưởng nhau là chính chứ không phải là yêu nhau là sở hữu. Em hiểu rồi đó, em hiểu rồi đó. Nói tóm lại là gì? Yêu nhau phải thoải mái ha. Bây giờ ý kiến người thân góp ý rồi sao? Hai đứa nó có nên bấm nút hay không? Đàn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với sếp của em và chị họ. Sếp. Lần đầu tiên cho em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Nam Thư và xin chào họ đàn trai, chào quý vị khán giả. Nghe bạn trai chia sẻ về cái tính cách của bạn trai á, thì em rất là thích là cái tính của bạn rất là thẳng thắn, là có gì bạn nói đó. Và cái tính cách này á, thì bạn Thanh bạn rất là thích. À, lúc này bạn Thanh có một cái chia sẻ là bạn Thanh có một cái điểm yếu á, là nhậu rất ít, mà một tuần nhậu có một lần thôi, một lần là một thùng đó, là nhậu rất là ít luôn đó. Trời ơi, ông sếp duyên dáng luôn. Thì em cũng chia sẻ luôn á, hai bạn ngồi đây á, thì các bạn hãy cảm nhận nhau bằng cái con tim của mình á. Nếu khi mình gặp nhau con tim mình đang đập, nó đang thổn thức á, thì có nghĩa hai người có duyên nợ với nhau. Em xin hết. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, đàn trai. Dạ, hôm nay em đi với mẹ. Mẹ hả? Rồi, chào cô. Trước hết xin chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư. Chị là mẹ của Hậu. Cô thấy dạ, thấy em bên này cũng đẹp gái dễ thương, hiền hậu mà cô rất thích. Cô làm thợ may rồi cô về, nếu mà quần áo gì cô may cho con. Cô cũng muốn con về nhà cô cho vui nhã vui cửa. Dạ. Cô rất thích. Cô dâu cho nhau cơ hội nha con nha. Dạ. Cảm ơn cô. Quan trọng là hai đứa nhìn nhau và cảm nhận thôi. Mở rào. Trời ơi. Anh có món quà tặng em. À, dạ rồi, cảm ơn anh. Em cũng có món quà muốn tặng. Rồi, cảm ơn em. Ủa, bé gái em tặng gì vậy? Dạ, ảnh có thể đọc. Mở ra đọc đi em trai. Dạ thôi anh xin phép mở nhé. Một món quà bỏ trong hộp diêm hả? Gì đó? Đọc đi. Cho đọc ké với gì vậy trời. Những đứa yêu anh cứ để em lo. Anh đọc kỳ quá hả? Thấy chưa? Đọc kỳ. Anh chỉ cần yêu em thôi. Những đứa yêu anh cứ để em lo. Được rồi. Được rồi, làm gì? Đọc người ta phải dồn tâm vô đi. Coi với. Đẹp không? Trời, làm cái... Đây nè, phải đọc từ ngoài vô tới trong. Đúng. Chứ không phải mình dở bên trong, mình muốn vô trong thì sao được. Thấy bề ra ngoài chứ. Đúng rồi. Đạo bên ngoài mới vô trong nè. Đúng nè. Rồi. Bên ngoài mới quan trọng nè. Anh chỉ cần yêu em thôi. À. Bắt đầu về, bây giờ dạo ngoài bắt đầu vô trong nè. Những đứa yêu anh cứ để em lo. À, cô này hay đó. Là tức sao? Là sao anh? Anh chỉ cần yêu em thôi. Ừ. Còn mấy đứa nào mà yêu anh á, để em lo. Là em xử nó. Em xử nó. Là xử sao bé? Bản lĩnh xử sao chuyện của anh ta. Có cái gì kêu chị? Dạ. Chị mong em ví dụ đó lắm. Em muốn vô giang hồ. Ê! Thôi. Đây nè, thí dụ cô gái nói về rất là hay, cô này rất là bản lĩnh. Bởi vì sao, nếu như cô nói là
anh chỉ cần yêu em, còn mọi thứ để em lo nó khác. Khác. Anh chỉ cần yêu em, còn mấy đứa mà yêu anh để em lo. Yên tâm, yên tâm, đàn ông có quyền quen. Quen gì? Quen ngoại giao thôi. Anh thì thứ bảy. Hay quá, cái quẹt này hay quá. Cái này là hay lắm nha em nha. Dạ, vâng, ý tưởng hay đó. Đáng lẽ em là phải để mấy que diêm vô đây nữa, hiểu không? Tức là nếu mà anh không ổn là em đốt nhà luôn. Ghê quá. Em bạo lực quá. Bạo lực quá. Rồi. Hay đó, một ý tưởng rất hay về món dễ quà này. Dễ thương, mình nhìn nhau nói chuyện nhau nè. Thôi bây giờ nè, đầu tiên hát cho nó sơm tụ cái đi. Hai đứa còn ngại ngùng quá à. Thằng trai hát trước đi, thằng trai. Mình chủ động đi. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho trọn vẹn tình chúng ta. Vì nơi đây này luôn có một con tim lại gắn bó cho em. Mời đàn gái. Một cuộc tình dịu dàng dành cho anh mãi mãi. Hạnh phúc có lúc với em thật lớn lao. Biết bao ngọt ngào ngồi bên nhau sẽ rất mong. Không ưu tư, không có bao phiền lo. Rồi một ngày dịu dàng là bình minh bước sang. Rồi mắt thức giấc thấy anh cười với em. Môi anh thì thầm rằng anh yêu em rất nhiều. Lòng lành trong sớm mai môi hồng khẽ cười. Nhìn thấy anh nắng ấm áp, trong mắt em hiền hòa. Là điều hạnh phúc nhất trên thế gian dành cho em. Dù có những lúc sóng gió, em vẫn luôn tươi cười. Nụ cười em lung linh ngàn hoa muôn sắc thơm. Có anh yêu em, tình yêu này luôn chân thành. Sao vậy anh? Bài hát rất là hay, hát rất ngọt ngào. Mình nhìn đối tượng bên đây, mình hát cho nó rụng, rụng tim luôn chứ. Đúng không? Nói chung là hai bạn hát rất là hay. Bạn gái vừa xinh mà vừa hát hay nữa. Một bài hát rất là ý nghĩa nữa. Thôi vỗ tay cho hai bạn cái. Công nhận ha. Bé tên Thanh, cái gì cũng hợp hết. Nhìn cái vẻ đẹp thì thanh thoát, giọng hát thì nghe nó rất là lãnh lót, thanh cao. Em tên Thanh là đúng luôn á. Rồi rồi, bây giờ Yến Thanh, Thanh Hậu, hai đứa mình giao lưu đi. Thì em có thích đi du lịch hoặc là đi phượt ở đâu đó không? Hồi trước thì em thích đi phượt, nhưng mà bây giờ em chuyển qua em thích đi du lịch hơn. Anh thì khoảng thời gian trước á, anh rất là thích xách xe và anh đi những nơi mà anh muốn đi. Có thể như là Đà Lạt, hoặc là có thể là đi Vũng Tàu, hoặc có thể đi gần hơn cũng được. Có thể anh từ Biên Hòa anh chạy xuống Sài Gòn, anh chạy nguyên một vòng. Nếu mà em muốn thì sau này anh hy vọng là anh với em sẽ cùng đi cùng với nhau. Anh nói anh hút thuốc, ngày anh hút được mấy gói anh? 3-4 điếu thôi, ví dụ như buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Tại vì em bị dị ứng thuốc lá, em đã từng nhập viện vì thuốc lá rồi. Chỉ là nghe mùi thôi. Vậy thì anh sẽ không hút thuốc lá. Nếu mà ví dụ như hai mình có thể đến với nhau thì em muốn khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Hay tầm 1 năm thôi được. 1 năm nữa. Nói cái tiền hai giữ. Sau khi cưới nhau thì anh tính như thế nào? Thì theo anh, thực tế anh thì cái của chung của gia đình mình mà để chung á, thì mình nên tích góp ra một để riêng. Và một cái nhu cầu riêng của từng người thì từng người đó sẽ xử. Cái đó quỹ đen em trích ra cho anh được mà. Mà hỏi luôn, anh có quỹ đen không? Nếu mà anh nói vậy là chắc có rồi chị, dễ gì. Vậy thì mẹ lên. Nói chung thì anh sẽ vẫn sẽ giữ một cái chút gì đó riêng cái, cho... Cái chút đó em đưa cho anh được mà, đâu cần anh giữ đâu. Đúng, tự nhiên quỷ chi. Ví dụ ngày đó anh cần bao nhiêu, anh cần làm gì đó, em đưa dư luôn cũng được nữa. Đưa hết luôn, em giữ luôn. Mình có bách vật mà sợ gì. Thôi thì em cứ giữ hết đi. Nói chung là bên đàn trai tao bối rối thôi mà. Một tuần thì... anh có thể dành thời gian cho em là ví dụ như đi xuống thăm em. Trước mắt là chủ nhật nào anh cũng sẽ có thể sẽ xuống, và những ngày anh về sớm thì anh sẽ đi xuống em luôn. Về sớm qua là mấy giờ anh? Tầm 5 giờ tới 6 giờ. 5 giờ 6 giờ từ Biên Hòa chạy lên Sài Gòn chắc 1 tiếng. Dạ, tầm 1 tiếng chạy lên gặp cái 5 phút về em đi ngủ.
Tôi có người yêu đẹp vậy tôi dọn nhà lên gần đó luôn. Đúng rồi, thiệt á, mà giữ chứ. Cho nó mệt. Rồi, nãy giờ là hai bạn trao đổi nhau, nhìn nhau rồi. Bây giờ hai bạn nói cảm nhận về nhau, sau đó mình sẽ làm một cái giai đoạn hết sức là quan trọng là bấm nút. Mạnh mẽ lên em trai. Nhìn em thì rất là xinh và thanh tú. Nói chung là có một cái nét nào đó gọi là rất là hiền dịu. Anh thì đó là đúng là một cái mẫu người lý tưởng mà anh cũng đang tìm kiếm. Thì nếu mà em đã nói em thích hát thì sau này em sẽ đàn cho em hát luôn. Tất cả những câu trả lời của cô gái nó sẽ thể hiện bằng nút bấm. Các bạn có thời gian hiểu nhau rồi. Chúng ta không nên làm khác với trái tim của mình. Trái tim mình mách bảo sao mình cứ làm như vậy. 3 2 1. Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng em. Cảm ơn hai bạn. Trời ơi, đẹp đôi quá nè. Anh rất lo, anh chỉ sợ cô gái không bấm thôi. Em còn hơi rụt rè đó. Mạnh mẽ lên, có thấy mẹ em không? Mẹ em đây một người phụ nữ rất là năng động luôn. Học mẹ nhiều hơn nữa. Cô gái này là hơi bị bản lĩnh đó nha cưng. Dạ. Nói với mẹ là mẹ cho phép tụi con và hỗ trợ tụi con để tụi con có thể tiến xa hơn, nói đi. Dạ, mẹ thì sau này con hy vọng mẹ sẽ luôn yêu thương và cố gắng hỗ trợ cho con với em. À, mẹ cũng đồng ý rồi, cảm ơn hai MC đã giúp đỡ cho hai cháu đến với nhau. Rồi mẹ sẵn sàng và đồng ý hai đứa con. Cô. Dạ, rồi cảm ơn tất cả chương trình. Anh gái nè, anh biết vẫn còn một chút trăn trở đối với em, tạo điều kiện cho anh ấy nha. Em trai coi vậy chứ hiền, gặp gái đẹp là run rẩy trên. Sinh ngày 8/8/1990. Quê gốc thì ở Hưng Yên, nhưng mà em gia đình em chuyển vào trong này ở từ nhỏ ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là em đi bên đi tàu biển. Dạ, anh có nghe được không ạ? Alo. Rồi anh ơi, anh ở Lâm Đồng, hiện tại là anh đi tàu biển hả? Anh tên gì? Dạ. Em chưa nghe rõ. Dạ, em tên Trịnh Văn Hiếu chứ. À, rồi ok. Rồi anh Hiếu nói về điểm mạnh điểm yếu tình trường giúp em xin đúng ha? Là điểm mạnh điểm yếu mình là gì, tình trường mình có bao nhiêu mối rồi? Dạ em, tình trường em có quen 2 mối tình rồi chị. Còn điểm yếu của em thì em hay tin tưởng người khác và khi chơi nhiệt tình với bạn bè quá. Điểm mạnh là em biết nấu ăn và hòa đồng với mọi người và nhiệt tình với mọi người. Ừ, mà cái công việc tàu biển là anh đi xa không hay là anh đi từ đâu tới đâu? Dạ, công việc của em thì chủ yếu em làm chuyên ở Vũng Tàu chứ. Và đôi khi cũng có nhiều lúc thì công ty có đi vào bên mấy các nước ngoài công tác một thời gian đó. Vậy thì sao quen bạn nữ nè? Cái này thì em khi đó thì em vẫn nhờ chương trình tìm ghép đôi giúp. Bây giờ lâu nhất anh đi là bao nhiêu lâu? Ví dụ như mình, tại vì mình quen thì mình cũng phải tìm hiểu rồi mình phải nhắn tin này kia, mình quan tâm này kia chứ, mà đi suốt rồi lấy đâu thời gian quan tâm người ta? À không, em nếu mà em đi thì có thời gian gặp nhau thì nó ít thôi, nhưng mà thời gian mà em nhắn tin thì vẫn có sóng, có mạng phải nhắn tin. Ừ. Rồi, thời gian mình đi công tác lâu nhất là bao lâu? À, em đi lâu nhất thì đi nước ngoài có vừa đi 3 tháng, hơn 3 tháng. À, hơn 3 tháng, ok. Rồi, tình trường của Hiếu là có mấy mối tình rồi, lý do vì sao chia tay mối tình đó, quen bao lâu, mình tự chủ động chia sẻ ha. Dạ, tại vì em thôi, công việc em đi làm nên là bạn gái là chủ động mà thôi, là chia tay, tại vì mình ít thời gian, ít gặp nhau quá. Đấy, thì bây giờ ví dụ như tham gia chương trình thì mình cũng phải dành thời gian cho người ta. Ví dụ như mình ở trên, mình ở Vũng Tàu, mình ở trên bờ thì mình cũng phải dắt người ta đi ăn uống, đi chơi, quan tâm chăm sóc. Còn khi nào mà mình đi công tác thì thôi. Chứ mà cứ bỏ bên vậy rồi không có thời gian chăm sóc thì đâu bạn gái nào mà chịu. Dạ không, nếu mà như trường hợp như là, nhưng mà chương trình mà giúp em tìm được một bạn gái nào như ở Vũng Tàu thì là hợp
biết, tại vì em làm ở kiểu Vũng Tàu, em hay ở bờ Vũng Tàu nhiều. Bây giờ, Bà Rịa Vũng Tàu thì là ok đúng không? Dạ. Tại vì ví dụ xa xa xíu là Đồng Nai được không? Hay là Bình Thuận được không? Đồng Nai thì chắc cũng được chứ, Bình Thuận thì hơi xa xa quá, tại vì em nhiều khi em công tác em về bờ với tàu khi nó nghỉ được có một ngày hai ngày thì em lại tranh đi xa quá, nhiều khi không kịp. Ừ, Phong ạ. À, vậy thì từ Vũng Tàu lên Sài Gòn thì ok ha? Dạ cũng được chứ. Ừ, rồi. Rồi bây giờ mình nói về tình trường mình nè, hồi nãy mình nói mình có 2-3 mối tình gì đó, rồi mình quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Mối tình thứ nhất thì sao, mối tình thứ hai thì sao? Thì em cũng quen được 2 mối tình, nhưng mà đều quen được khoảng độ năm mấy và 25, nhưng mà cũng chỉ vì lúc mà đầu tiên thì lúc mình đang còn đi học ấy, mình nó quen là tình cảm của nó, như là mình kiểu như là mình chưa thật sự, lúc đó mình chỉ yêu bình thường, thích nhau vậy. Ừ. Còn mối tình thứ hai thì em cũng quen, thật sự em cũng xác định em tiến tới, nhưng mà sau một thời gian rồi em còn trẻ, em cứ đi công tác nước ngoài rồi nhiều, nhưng mà bạn nữ dần ở nhà là tình cảm xa dần, là hai bên là thôi là tạo cái lối thoát đi cho nhau, thì mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng của mỗi người. Ừ. Rồi bao lâu rồi mình độc thân bao lâu rồi anh? Em. Dạ. Mình độc thân bao lâu rồi? Em nhớ không rõ lắm, chắc phải tầm 6-7 năm rồi chứ. Rồi độc thân 6-7 năm nay không tìm hiểu ai sao? Dạ. Trời ơi. Rồi bây giờ mẫu người mình mong muốn là như thế nào? Để chương trình tìm kiếm cho mình nè. Không mà thấy đẹp trai mà sao mà không tìm hiểu ai hết rồi em? Là mỗi người bạn gái của em thì nó cũng đơn giản lắm chị. Em chỉ cần là nhìn ơi bình thường ơi nhìn là được. Nói chung là cao tầm 1m55 mỗi là được chị. Quá đơn giản. Quá đơn giản luôn. Mà sao tìm cũng không ra ở ngoài đâu. Sao em nói thật lòng đi, có nghĩa là những cái cô bên ngoài á là họ như thế nào mà em không thích á? Không biết em nói thật mà, tại vì lúc em cũng có đi tìm hiểu rồi, nhưng mà gặp nhiều bạn thì bạn mà hiểu được cái môi trường và công việc của em ấy. Cái môi trường công việc của em bên đấy, nhiều lúc chẳng như ngày lễ, ngày nhất gì chẳng như hay sinh nhật, nhiều lúc đùng cái em đi công tác thì em không thể ở nhà chở bạn đi chơi hay là tặng bạn món quà này kia, thì nhiều lúc nó như vậy thì tình cảm nó sẽ xa dần, nên người ta kiểu so bì người kia ấy. Rồi bây giờ nè, mình về ngoại hình cao 1m55 thôi hả, mình có yêu cầu gì nữa không? Ví dụ quê quán, nghề nghiệp, tuổi tác, rồi hả, ngoại hình giống ai hay không? Chứ mà 1m55 thiếu trai gì cô nào ở ngoài Vũng Tàu, cô làng cá đồ. Nhưng mà khổ lỗi em, chẳng quen bạn nào ngoài đấy cả chị. Em thì cần chương trình thứ hai là bạn nữ cứ trên 1m55 mà được, mới là ưa dễ nhìn một xíu mà. Ưa nhìn dễ nhìn là như thế nào nè? Ví dụ như bạn đó tóc dài, tóc ngắn, mắt mũi miệng ra làm sao? Chứ nói như vậy thì mình tụi này cũng đâu có tìm được. Dạ, luôn là em không thích con gái tóc ngắn, chứ tóc để tầm qua vai hoặc ngang vai hoặc qua vai chứ là được. Chứ đừng ngắn quá là em không thích. Rồi, công việc quê, công việc bạn đó thì sao? Thì cũng được tùy không các bạn ấy, nhưng mà đến làm cái công việc ngành nghề gì hay là cái nghề của bạn đang làm gì thì cũng bình thường thì thế, là cứ có công việc đi làm là được. Rồi cho chị 3 điểm không thích ở người bạn gái đi. Nói chung là ăn chơi quá chị, tất cả về vấn đề gia đình cái thứ thì mình chăm lo cho gia đình chứ biết đối trên người dưới thì nếp phép người lớn là được. Em đơn giản thôi chị. Trời, đơn giản mà ông không tìm được luôn á. Dạ. Rồi mình có biết hát hò gì không Hiếu ơi? Dạ. Mình có biết sở trường của mình là gì, hát hò này kia không, múa giỏ hay gì không? Dạ không chứ, em không biết hát, không có gì cả. Rồi lên sân khấu rồi, ví dụ người ta hát tặng em mà em làm gì tặng người ta? Mình cũng xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nhiều mà. Dạ. Không, thật sự là em cũng chứ nghĩa cái gì vậy? Tại vì em hát em thì em không biết hát, võ thì em biết nhảy, không biết nhảy rồi. Không biết nhảy luôn. Mà bạn gái bạn nó hát rồi mình nhảy theo cũng không biết luôn. Nhảy chắc là hát được, bạn đi hát thì em cứ nhảy múa phù họa nhảy đại đại, mình thích nhảy rồi nhảy kia thích chính. Rồi thôi, ráng cố gắng đi tập 1-2 bài đi.
cho lên trên sân khấu mà hát ha, hát hò gì đó. Rồi mình còn yêu cầu gì với chương trình nữa không Hiếu ơi? Dạ không, em thì cần những thế thôi chị ạ. Em tính em cũng dễ lắm, bên gia đình em cũng dễ lắm. Dạ. Dễ mà hả, ông không có ai mới mệt nè. Không, tại vì nhiều khi em cứ mà em thiểu thanh niên, em cứ đi làm ở dưới tàu, em về tàu có về bờ em cứ quen ai này. Em lên bờ thì mấy anh em uống cà phê lại về này, em chẳng quen ai này, em cũng ít đi tìm hiểu. Rồi thôi, buổi cá tới đây thì Hiếu không còn gì thì mình kết thúc ha. Rồi dạ. Có gì thì mình sẽ bên nếu như có người phù hợp thì bên chương trình sẽ liên hệ lại. Rồi dạ. Cảm ơn Hiếu. Quảng Trị, nghề nghiệp của em là làm bên thợ sơn nước à. Dạ, em sinh năm 1986 ạ. Rồi, anh giới thiệu một xíu về điểm mạnh, điểm yếu. Mình có lập gia đình chưa? Hay là mình có mấy mối tình rồi anh? Dạ, em chưa chị. Hiện em thì chưa lập gia đình ạ. Rồi, thì mình quen bao nhiêu mối tình rồi? Rồi, quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Dạ, trước đây em cũng có... thời con trẻ thì có yếu hai người, nhưng có cái kiểu đường xa và nên không đến được với nhau chị. Thì tình yêu cho nên không đủ lớn thì cho nên cũng không được đến hạnh phúc ạ. À. Nên từ đó cho đến bây giờ thì vẫn ở về cho vẫn chưa có ai à chị. Chị nghe em rõ, chị nghe em nói rõ không chị? Rõ anh ơi, dạ. Anh nói tiếp. Điểm yếu của em thì thực sự ra cũng là hơi, đôi khi cũng hơi nóng tính và hơi vội vàng một tí đó. Và lại thì cũng hay tự ái và tức giận như vậy. Còn điểm mạnh của em thì thực sự ra có luôn luôn có tình cảm, có biết nghĩ suy nghĩ cho người khác, lại cũng biết thương mọi người ra đường, ví dụ thấy hoàn cảnh khó khăn thì em cũng cảm thấy mình rất biết thương họ. Dạ. Yeah. Rồi, đó điểm mạnh, còn điểm yếu? Dạ thì em vừa nói với chị đó, em cũng hay cũng hay nóng tính đó chị, và lại cũng hay rồi. Đôi khi rồi bây giờ mình muốn tìm mẫu người yêu như thế nào anh? Dạ, ai đăng cũng... ký cho anh tham gia chương trình của bên em ạ? À? Dạ em cũng thì em muốn một người thì thứ nhất phải có chung thủy ạ, và lại có tình cảm ở gia đình, và lại luôn luôn biết chia sẻ trong gia đình. Rồi dạ. Về ngoại hình, về tuổi tác này kia thì sao, quê quán như thế nào? Dạ, tuổi tác thì có thể là khoảng 35 hay là khoảng 39 chi nữa, hoặc là đến 30 cũng được. Rồi, quê quán thì là có phải là gần anh không hay như thế nào? Hiện tại là anh đang ở đâu nè? Dạ, hiện bây giờ em đang ở quê chị. Quê ở đâu? Quê em ở Quảng Trị. Dạ. Rồi ví dụ như bạn gái thì là... Ủa anh ở Quảng Trị thì bây giờ anh có bay, có ví dụ như là có tìm được bạn gái thì anh có thể bay vô Sài Gòn được không? Dạ được chứ. Để em cùng vừa rồi em cũng làm ở trong Sài Gòn ra mà. Em cũng làm ở trong quận Tân Phú chị, ở đường Hòa Bình đó chứ. Vì mua em phụ giúp gia đình đó chứ. Dạ. Nhưng mà định hướng của anh thì là ở ngoài đó hay là ở trong đây? Dạ định hướng thì có thể đi vô trong nội làm xong thôi, định vài bữa là khi nào có việc thì mới về thôi. Còn chị định là định hướng là muốn trong Sài Gòn làm cái gì? Tử của mình thì cũng ở trong đây luôn đúng không? Dạ, yeah. Cũng được, cũng tốt à. Dạ. Ủa nhưng mà là anh Tuệ là đã tham gia cáp lần nào chưa? Dạ bố em cầm năm, hình như năm 2000, hình như năm 2000 là em có đi về điểm lâm đến chỗ đường số nhà 1212 đường Lý Chính Thắng, phương trưởng báo Lý Chính Thắng á. Dạ em có đến đó một lần rồi chị ạ. Là mình tới bên cát đó đúng không? Dạ em đến một lần ở đó chị. Nhưng mà là mình đã ghi hình chưa?
Dạ hình như có ghi đó, hình như cũng có là thì đi em đến là ngay một lần đầu tiên đó thì cũng có mấy bạn cũng có ghi hình cũng có phỏng vấn. Không, ý chị là hỏi là anh lên sân khấu anh được ghép đôi chưa? Dạ chưa gì ạ, hình như là chưa rồi. Ừ. Ngày gì dạ. Bởi vì thấy mặt quen dữ lắm. Dạ. Bởi vì nhìn thấy mặt quen dữ lắm. Dạ đúng rồi, em cũng có năm rồi, em có đến mà, có năm năm 2000 á. Rồi sao mà chưa được chương trình gọi hay như thế nào mà chưa ghi hình? Dạ hình như một bữa giờ từ lúc đến bây giờ là có gọi em đâu. Thì bây giờ em mới gọi, như hôm qua mới thấy nhận được cuộc gọi và hôm nay mới phỏng vấn về nói chuyện với chương trình chứ. À, thì... là chắc lần đó về là không có được nhận được thông báo của chương trình nữa đúng không? Dạ đúng rồi chị ạ. Ừ, rồi hôm nay là mình đăng ký lại. Dạ. Rồi, ok. Dạ, thì có gì cũng giờ chương trình có gì thì giúp đỡ cho em để cho em tìm một người yêu thương của mình để được kết đôi để cho nó hòa hợp lại. Em cũng mong muốn tìm đến một người yêu thương của mình để có hạnh phúc giống như bao những người khác á. Thì em mong muốn rằng lần hôm nay em mong muốn chương trình sẽ giúp đỡ cho em để em sẽ được tìm được một người yêu thương của mình. Mình dạ. Mong muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? À dạ thì em nói với chị là cũng em cũng không mong muốn gì cả. Dù em là người thật thà, là biết chia sẻ, biết yêu thương, thứ nhất là chung thủy với mình, thứ hai nữa là hiền hậu dễ thương, và lại là sao cũng được, từ khoảng 1 mét 5 năm là lên cũng được, vì em cũng người bình thường mà. Dạ chắc em cũng không muốn cao, còn là vùng biên thì nếu mà ở miền miền Nam thì cũng là tốt ạ. Ừ. Là bạn gái đang làm dạ. Việc ở trong Sài Gòn thì vẫn được đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng con gái miền Tây cũng được, dạ Sài Gòn cũng được ạ. Rồi tuổi tác bạn gái thì như thế nào? Dạ từ khoảng 30 trở lên cũng được chị. Dạ. Rồi ok. À, bạn gái đã từng lập gia đình thì có được hay không? Dạ cũng được ạ. À. Dạ. Là mình trước đây là mình đã có lập gia đình chưa? Dạ chưa, dạ chưa. À là chịu bạn gái đã lập gia đình cũng ok đúng không? Dạ. Rồi. Dạ. Ok, cảm ơn anh Tuệ nha. Thì có gì là anh đợi thông tin của chương trình và nếu mà có người phù hợp thì